Hello, xin chào quý anh chị nhà đầu tư đã quay lại với kênh Ichimoku Club nha anh chị. Ok, xin chào mọi người nha. Chúc mọi người có một cái buổi tối xem cái video vui vẻ nha anh chị. Thì đầu tiên vào cái video là anh chị nhà đầu tư có thể là like cho mình một like nha, ở cái phần bên dưới nha anh chị. Ấn cho mình một nút like nha. Ok, sau đó là anh chị có thể thả cho mình một cái quả tim dưới cái phần bình luận nha anh chị. Có thể thả cho mình một cái quả tim dưới cái phần bình luận để mà cái video nó có thể là mình thấy được cái sự quan tâm yêu quý của anh chị nhà đầu tư hơn nha. Và lấy được cái sự may mắn anh chị. Ok thì đi vào cái video chia sẻ hôm nay thì mình sẽ đưa ra một số cái mã cổ phiếu, những cái nhóm ngành mà nếu như anh chị nhà đầu tư có ý định tham gia vào bắt đáy thì có thể tập trung chú ý vào những cái nhóm ngành nào được. Thì đầu tiên thì hôm trước thì mình đã nói cho anh chị nhà đầu tư rồi, sáng nay thì mình đã chat cho anh chị nhà đầu tư trên cái room khách hàng rồi, thì mình có nói anh chị nhà đầu tư đó là ba mã cổ phiếu. Đầu tiên đó là VCG nha anh chị. VCG thì phiên giao dịch hôm nay nó trần nha anh chị, nhưng cái xu hướng nó giảm thì nó vẫn còn tương đối mạnh. Mã này nếu như vượt lên khỏi khu vực trên 13.9 thì ok hơn. Cái lý do mình chọn cái mã cổ phiếu này là vì sao anh chị? Tại vì cái mã cổ phiếu này trong cái giai đoạn sắp tới thì anh chị thấy là ngay cả cái thông tin tốt chiều hôm nay thì đẩy mạnh vào cái đầu tư công anh chị. Ngay cả cái thông tin tốt chiều hôm nay thì đang đẩy rất mạnh vào cái đầu tư công, thì mình đang lựa chọn một cái mã cổ phiếu đầu tư công, thì VCG mình đánh giá nó đạt cái tiêu chí để mình có thể đầu tư vào được đối với VCG nha anh chị. Thứ hai nữa là tại sao mình lại chọn một cái mã cổ phiếu chứng khoán anh chị? Thì con FTS này trong cái giai đoạn vừa rồi nó là một trong những cái mã cổ phiếu mà giảm 8 phiên sàn nha anh chị, 8 tới 9 phiên sàn gì đó. Thì anh chị thấy là tại sao mình lại lựa chọn cái mã cổ phiếu này? Tại đơn giản thôi, nó giảm điểm mạnh, giảm điểm sâu, và đặc biệt là cái báo cáo kết quả kinh doanh quý 3 của nó xấu quá anh chị. Xấu quá. Thì nó xấu quá thì mình chọn thôi. Tại vì khả năng là có thể là xấu quá, đặc biệt là cái mã này nó rất nhạy cảm, nó là một trong những mã cổ phiếu tương đối thành công ở cái năm vừa rồi. Và đặc biệt cái mã này khi thị trường xuống nha anh chị thấy là những cái cú hồi của nó tương đối là hay nha anh chị. Nó hồi lên trần rất nhanh. Cái mã cổ phiếu này nó trần và nó kéo rất nhanh, thì mình chọn cái mã cổ phiếu này nó sẽ là một trong những cái mã cổ phiếu nhanh nhất cái nhóm chứng khoán. Ở đó là cái sự kỳ vọng của mình nha anh chị. Đối với mã này giảm sâu và cái khả năng bật của nó giống như cái lò xo nén xuống mạnh và nó có thể nó bơm trở lại. Thì đây là một cái mã cổ phiếu chứng khoán mình lựa chọn anh thể tham gia anh chị. GIL, một cái mã cổ phiếu này thì anh chị thấy là hai cái mã cổ phiếu này thì sáng nay thì mình cũng đã nói anh chị nhà đầu tư rồi, hôm qua thì nó chững lại và hôm nay bắt đầu nó hồi, thì cái mã cổ phiếu này mình đánh giá tương đối cao nha anh chị. Tại vì cái mã cổ phiếu này cái giá trị thực của nó thì mình thấy là có thể nó sẽ nằm ở vùng giá 30.000 anh chị, 30k. Thành ra là nếu giai đoạn này nó về vùng giá 15, mình thấy là khi nó tiếp cận lại vùng giá 15, 16 dưới này gì, mình thấy nó rẻ quá anh chị, nó rẻ quá. Và mình đã chú ý cách đây không phải là cái phiên hôm qua anh chị, cách đây vài phiên trước thì mình đã cập nhật cho anh chị nhà đầu tư rồi. Anh chị nào tham gia đối ghiên thì ok, đây là cũng là một cái mã cổ phiếu giảm từ vùng giá 84 xuống vùng giá 15, nhưng là không ai dám vào hết nha anh chị. Thì ngày mai thì mình thấy là một số cái mã cổ phiếu này thì anh chị có thể là canh tham gia được, lựa chọn những cái mã cổ phiếu nào nó vượt trội nhất nha anh chị. Ví dụ như GET thì mình thấy là phiên hôm nay nó tương đối nó mạnh, tại vì mã cổ phiếu này anh chị thấy nó tạo đáy liên tục ở trong cái khu vực vừa rồi không, nó không có gãy xuống nữa nha anh chị, và nó vượt lên khu vực đây. GET là một trong những cái mã cổ phiếu phiên giao dịch ngày mai gì đó anh chị có thể là chú ý được. Thứ hai nữa là GAP thì hôm trước anh chị nhà đầu tư tham gia rồi, may mắn là hôm nay thì nó không rớt lại nha anh chị. Thì bây giờ nó muốn vượt lên ngày mai, nó chỉ cần vượt lên 1.17 là nó sẽ đạt được một cái target 1.25 ở trong giai đoạn sắp tới nha anh chị. May sao hôm sáng hôm nay nó thủng hỗ trợ mà mình định thoát anh chị, nhưng cuối cùng là nó kéo lại, mình thấy nó mạnh quá nó kéo lại, nó đạp xuống cái nó kéo lại, cái mình để cuối cùng về cuối phiên như thế này cũng khá là may mắn anh chị. Nói chung mã này ngày mai mà nó rách đi nữa thì 1.25 là đẹp nha anh chị. Đối với GAP, mã này đang kéo thị trường thôi. Ok thì lựa chọn thêm một số cái mã cổ phiếu nữa nha anh chị. Quan trọng nhất khi mà anh chị lựa chọn cổ phiếu, anh chị phải lựa tới những cái mã cổ phiếu nào nó có cái tiềm năng một tí, nó có cái tiềm năng và nó có cái xu hướng về cái mặt dài hạn một tí anh chị. Nào, ví dụ như anh chị thấy là những cái mã như HPG mình đánh giá cũng khá cao trong giai đoạn này nha anh chị, nó sẽ là leader để nó dẫn dắt thị trường. Nhưng đi vào đó thì mình không đánh HPG anh chị, mình sẽ đánh HSG. Tại vì phiên hôm qua là một cái phiên nó cũng khử khá tốt và phiên hôm nay thì nó trần. Thì hôm qua thì mình đã chọn cái mã cổ phiếu này rồi. Cái lúc lên livestream á mình kêu là có tham gia một ít HSG với anh chị cà phê trong phiên giao dịch luôn, không biết là anh chị nào có theo mình hay không. Nhưng hôm nay nó quay lại rồi. Thì hôm qua mua hơi sớm nhưng mà cũng ok thôi, hàng mình nó sẽ về trước anh chị nhà đầu tư. Thì mình sẽ lựa chọn HSG và đặc biệt là không chọn cổ phiếu HPG tại nó hơi nặng anh chị. Nhưng mà HPG mình nghĩ giai đoạn này nó sẽ là một trong những cái mã cổ phiếu mà vượt trội ở trong giai đoạn này. Rồi thì khi mình tìm vào những cái mã cổ phiếu mình đầu tư, mình nên tìm về những cái nhóm ngành nha anh chị, cổ phiếu mạnh nhất trong nhóm ngành đó thì mình lựa chọn. Trong giai đoạn này mình không lựa chọn ngân hàng. Mình không lựa chọn ngân hàng nha anh chị. Trong cái nhịp này thì mình không lựa chọn ngân hàng. Tại vì mình thấy là cái tiềm năng cổ phiếu của những cái nhóm ngành khác ổn định hơn. Dầu khí thì mình cũng chưa chọn nha anh chị. Dầu khí thì mình cũng chưa chọn trong giai đoạn này. Mình chỉ chọn những cái mã cổ phiếu như hôm nãy như mình nói, và đặc biệt là nó có cái câu chuyện gì đó. Ví dụ như là gần cuối năm đẩy mạnh đầu tư công và thứ qua năm sau thì cái giải ngân mạnh. Thì mình sẽ theo những cái mã cổ phiếu này, có thể là sống năm sau nữa chứ không phải là sống năm nay xong. Nhưng mà tham gia vào
Rồi một cái mảng cổ phiếu khi thị trường quay trở lại thì chắc chắn cái nhóm chứng khoán đó là một cái nhóm được hưởng lợi. Chiều hôm nay thì anh chị thấy hỏa tốc họp thì bắt đầu nhóm chứng khoán nó trần tương đối nhiều và nó trần rất mạnh. Thì cái hỏa tốc này nó sẽ giúp cho cái nhóm chứng khoán nha anh chị, giúp rất mạnh, rất nhiều cho cái nhóm chứng khoán, tại vì nhóm chứng khoán có thể là thanh khoản trở lại. Anh chị thấy là thanh khoản bắt đầu tốt trở lại thì những cái cổ phiếu chứng khoán có thể trở lại được nha anh chị. Nó có thể là cái báo cáo quý tư nó có thể đỡ xấu hơn cái quý 3 là được rồi, đúng không? Rồi mình chọn những cái mảng cổ phiếu nào thực chất là mình nhìn vào cái doanh nghiệp đó, nó kết quả kinh doanh giai đoạn quý 3, quý 2, quý 4, rồi anh chị, nó vẫn có lợi nhuận, nó vẫn đều đặn như vậy, thì mình lựa chọn vào những cái mảng cổ phiếu đó. Dù trong cái giai đoạn nào khó khăn của thị trường thì sau này khi cái kết quả kinh doanh tốt thì cổ phiếu nó sẽ trở lại cái giá trị thật của nó. Còn bây giờ mình chọn những cái mảng cổ phiếu mà nó lỗ liên tiếp và nó không có cái tín hiệu gì hết thì sau đó thì mình sẽ chờ đợi rất là lâu. Mình nên tìm kiếm những cái doanh nghiệp nào ok, ổn định về cái kết quả kinh doanh nha anh chị, trừ những trường hợp đặc biệt là nó bị cái giai đoạn nó quá xấu thì nó không thể xấu hơn nữa thì có thể là nó sẽ phù hợp như vậy. Trong cái xấu nó có cái đẹp, trong thị trường chứng khoán nó là mai mị như vậy anh chị. Thì đó là cách mà lựa chọn cổ phiếu trong giai đoạn này, cách mà lựa chọn cổ phiếu trong cái giai đoạn này nha anh chị. Về cái nhóm bất động sản thì anh chị có thể đánh nhanh, thì anh chị có thể là tìm kiếm những cái mảng cổ phiếu như là sale là một, tại vì cái mảng cổ phiếu những cái mảng này nó hồi nhanh lắm anh chị, nó hồi nhanh. Ví dụ như mình muốn ăn nhanh á, mình muốn lướt sóng thì tìm tới những cái mảng cổ phiếu này. Sale hoặc là KDH thì không biết hôm nay nó có trần hay không, KDH cũng được. Tại vì KDH anh chị thấy là 2 4 5 phiên vừa rồi nó khự lại khá tốt. Ngày mai mà nó vượt lên đây được KDH có thể là nó là một trong những cái mảng hồi phục trước 20.8 này. Rồi KBC này, KBC trong giai đoạn vừa rồi anh chị thấy là khi thị trường nó giảm khá mạnh ở giai đoạn này nha anh chị, nhưng cổ phiếu nó khự lại ở đây, nó không giảm nổi nữa, thì đây là một trong những cái tín hiệu tương đối tốt để mà mình có thể lựa chọn. Mình phải coi thử là khi cái thị trường giảm điểm vài chục điểm mà cái mảng cổ phiếu nào nó khự lại được, đó là cái cách mà lựa chọn những cái mảng cổ phiếu tốt. Rồi cái quỹ ngoại người ta mua vô nhiều không, cái lượng tự doanh người ta mua vô nhiều không, đó cũng là một trong những cái ý tưởng mà để mà tìm kiếm những cái mảng cổ phiếu nó vượt trội hơn tí để mình tham gia vào. Khi thị trường nó có chững lại nữa, nó phân hóa thì cổ phiếu mình nó vẫn mạnh, nó vượt đi lên nhanh vậy. Tại vì khi thị trường phân hóa thì cái mảng cổ phiếu tốt nó mới lộ ra, thì cái quá trình chọn lọc cổ phiếu ban đầu vô nó rất là ok. Ví dụ như phiên hôm nay tăng đều, phiên ngày mai tăng đều, nhưng phiên thứ ba là bắt đầu nó sẽ có cái sự lan tỏa ra, nó có cái sự phân chia cổ phiếu ra nha anh chị, nó có cái sự phân hóa ra. Thành ra khi mà mình lựa chọn những cái nhóm ngành, những cái mảng cổ phiếu như thế này thì mình nên chọn từ đầu, ngay từ đầu mình nên chọn lọc cái mầm móng tốt nhất để mình có thể đi xa hơn nha anh chị. Khi mà anh chị tham gia vào bắt đáy thì ban đầu anh chị bắt cổ phiếu nào anh chị cũng có lợi nhuận, nhưng khi mà mình đã ở lâu trên thị trường rồi, cái kinh nghiệm của anh chị nhà đầu tư sau những cái lần tặng mạng là anh chị phải lựa những cái hạt mầm cho nó tươi tốt để khi mình gieo xuống thì lúc nó ra quả anh chị, nó sẽ ra quả tốt hơn là đi chọn một cái mã cổ phiếu hoặc là chọn một cái doanh nghiệp nó khá là yếu, lúc đó nó nở cái hạt mầm hoặc nó ra trái anh chị, sâu rồi nó đục hết, thành ra nó khó, đúng không? Thành ra khi lựa chọn ban đầu là cái cực kỳ quan trọng anh chị, cái kết quả sau này đó là cái ngay từ giai đoạn này anh chị lựa những cái mã cổ phiếu ổn định để anh chị tham gia vào. Thì như anh chị thấy trên thị trường là những cái mã như là IDC là một này anh chị, đây là những cái mã cổ phiếu mình đánh giá tốt nha anh chị, tốt. Thì đây là những cái mã cổ phiếu mà khi nó giảm điểm mạnh thì cái xu hướng nó hồi phục tương đối là ok. Đối với IDC thì anh chị thấy là nó khá ổn. IDC hoặc là những cái mã cổ phiếu như HDG này anh chị, mấy cái mã cổ phiếu này mình rất ưng ý nha anh chị, rất ưng ý đối với những mã này. Rồi, mai mà nó vượt lên được những cái vùng giá phía trên này thì anh chị mua vô thì ổn hơn. Ví dụ như vượt lên 26.3 đúng không anh chị? Rồi một số cái mã cổ phiếu mà ban lãnh đạo đăng ký mua vào nhiều anh chị, đăng ký mua vào nhiều đó cũng là một số cách. BCG rồi nó giảm quá sâu rồi, bắt đầu ban lãnh đạo người ta có xu hướng người ta gom vào á, mình chú ý mình coi thử là những cái mã cổ phiếu này như thế nào. Đó là cái cách mà lựa chọn cái mầm móng ban đầu, một cái mã cổ phiếu ban đầu tốt để mình có thể theo cái mã này. Tại vì khi mà mình lựa chọn vô một cái mã cổ phiếu nó yếu á, nó tăng một tới hai phiên bắt đầu nó chững lại KR. Còn những cái mã cổ phiếu khác nó cứ vụt nó tăng lên, thành ra là mình rất khó để mình giao dịch. Thì cái này là cái mà mình không có khuyến nghị cho anh chị nhà đầu tư mua bán nha anh chị, nhưng mà đó là những cái mã cổ phiếu mình thấy là tương đối ổn, anh chị có thể tham khảo. Và đặc biệt hơn nữa là anh chị nhà đầu tư có thể là chú ý và cái cách lựa chọn mã cổ phiếu nó cực kỳ quan trọng. Ví dụ bây giờ mình vô mình lựa chọn Vinamilk mình mua, đúng không? Mình cũng đi bắt đáy. Mình bắt đáy nhưng mình vô mình mua Vinamilk, thì vô Vinamilk thì anh chị phải chấp nhận, tại vì hôm trước mình nói nó về tầm gần 74 gì đó thì tính được, tại vì lúc đó mình cảnh báo anh chị nhà đầu tư rồi nha anh chị. Cách đó là tầm cỡ 82 là mình đã nói anh chị nhà đầu tư rồi, bán đi xuống 70 mấy mua lại, đúng không? Đến hiện tại bây giờ thì anh chị thấy là nó có xuyên luôn, tại vì cái mã này nó quy trình của nó là vậy anh chị, khi thị trường tăng thì nó có giúp cho thị trường, nhưng khi thị trường giảm thì mã này nó sẽ quay lại và tiếp tục một xu hướng mới để nó có một cái mã cổ phiếu giữ thị trường anh chị, hiểu không? Để sau này ví dụ thị trường nó xuống thì phải có một cái mã cổ phiếu để giữ nhịp thị trường, nó là một trong những cái mã điều tiết cho thị trường thôi.
hơn những cái mã cổ phiếu nào mà khi thị trường quay lại thì anh chị biết là chắc chắn nó sẽ chỉnh. Tại cái mấu chốt ở đây anh chị phải hiểu là tại sao nó phải chỉnh trong khi thị trường chỉnh. Ví dụ như một cái mã cổ phiếu tăng nóng trong giai đoạn thị trường chỉnh nha anh chị, khi thị trường quay đầu anh chị phải bán ngay, bán ngay lập tức, bán 1/2. Tại vì những cái mã cổ phiếu này thường là nó sẽ đảo chiều. Thứ nhất là những người mua cổ phiếu này người ta sẽ không bị lỗ trong cái giai đoạn thị trường xấu, họ đã thắng anh chị nhà đầu tư một nhịp rồi. Sau khi họ thấy thị trường đảo chiều thì cổ phiếu quá rẻ thì họ sẽ chốt cái mã này để chạy qua bắt đáy cái mã kia, họ sẽ thắng thêm nhịp thứ hai nữa, làm cho cái mã cổ phiếu này nó điều chỉnh là chuyện hết sức bình thường. Đó là cái quy luật trên thị trường, những mã nào trụ được, đi lên được khi thị trường giảm điểm thì khi thị trường có tín hiệu bắt đáy thì nó sẽ trở lại, nó giảm điểm nha anh chị, nó bị áp lực chốt trong lại trong ngắn hạn. Đó là những cái góc nhìn mình chia sẻ cho anh chị nhà đầu tư những cái mã cổ phiếu nha anh chị. Đặc biệt là anh chị nhà đầu tư chú ý trong giai đoạn này và tìm kiếm những cái cơ hội mới nha. Mình thì luôn luôn chúc anh chị nhà đầu tư thành công và gặt hái thật nhiều may mắn. Anh chị nào quan tâm đến những tín hiệu mua bán ở trong giai đoạn sắp tới sẽ có những cái mã cổ phiếu tuyệt vời gửi tới cho anh chị nhà đầu tư nếu như thị trường nó xác nhận, đặc biệt là cái thông tin chiều hôm nay tương đối tốt, nếu thị trường tiếp tục đi lên cho những cái tín hiệu tích cực, thanh khoản trở lại thì mình sẽ đưa cho anh chị những cái khuyến nghị tuyệt vời trong giai đoạn sắp tới nha anh chị. Anh chị nào quan tâm nhớ liên hệ với mình theo số tài khoản trên cái số điện thoại trên màn hình nha. Số điện thoại trên màn hình. Anh chị nhớ là liên hệ với mình ngay nha anh chị, tại vì những cái giai đoạn này là những cái cơ hội. Nếu như anh chị nhà đầu tư chần chừ, có một số anh chị nhà đầu tư tới hiện tại bây giờ mới liên hệ với mình, biết mình từ khá là lâu rồi nhưng mà kêu là ngại anh chị, bây giờ chịu hết nổi rồi mới liên hệ mình. Ngay sáng nay gặp hai anh chị nhà đầu tư luôn, hai người cùng một câu chuyện đó luôn nha anh chị. Nếu anh chị liên hệ mình sớm hơn, những cái cơ hội như thế này nó dễ hơn và lúc đó có thời gian để chờ đợi hơn anh chị. Còn khi mà anh chị thì liên hệ sáng nay lúc nó giảm sàn ghê quá anh chị, lúc đó anh chị nhà đầu tư mới liên hệ mình, sau đó là mình bảo là mua vô, nhưng mà cuối cùng anh chị mua đâu kịp đâu, cuối cùng mua đâu kịp đâu anh chị, cuối cùng nó chạy anh chị cũng không dám mua vào. Cuối cùng là khi mà thấy thị trường tím hết rồi anh chị mới đi theo cái mã cổ phiếu KDH một ít nữa, tại vì anh chị có hàng rồi, lúc đó mình cân đối cơ cấu lại. Thì anh chị nhớ liên hệ của mình nha. Còn lại cái vấn đề cái video này không phải là tín hiệu mua bán nha anh chị, nhiều người họ vào họ xem rồi họ có những cái kêu hô hào đồ thị trường này nọ đồ. Mình nói cái câu chuyện là mình chia sẻ cái cách để mà nhận diện cũng như tìm kiếm cái mã cổ phiếu cho anh chị nhà đầu tư. Khi mà mình chia sẻ anh chị, cái chia sẻ của mình muốn gửi gắm tới anh chị nhà đầu tư thôi. Còn cái vấn đề những người đó thì mình không quan tâm lắm, nhưng mà nếu như mà có coi thì nhớ thả cho mình một tim là được rồi nha. Ok, mọi người một tim nha anh chị, mọi người một tim một like nha. Ok, cảm ơn mọi người nha. Thì mình chúc mọi người có một cái buổi xem cái video hiệu quả, đặc biệt là những cái phiên giao dịch sắp tới kiếm được nhiều lợi nhuận nè, không kiếm được nhiều lợi nhuận rồi có thể là ổn định trong giai đoạn sắp tới gì đó, là cái điều mà mình rất là vui rồi. Thấy anh chị nhà đầu tư có lợi nhuận, niềm vui của anh chị nhà đầu tư trở lại thì đó là cũng là một cái niềm vui của mình nha anh chị, đó là một cái niềm vui rất lớn của mình. Cảm ơn quý anh chị nhiều, chúc anh chị thành công. Anh chị nào yêu quý mình, có thể là có những mã cổ phiếu nào trong giai đoạn vừa rồi có lợi nhuận hoặc là ok, cảm thấy ok thì có thể mời mình một cái ly cà phê nha anh chị, hoặc là một ly trà sữa chân châu đường đen thì có thể là donate theo cái số tài khoản trên màn hình nha. Cảm ơn quý anh chị nhiều, mình cố gắng để mình ra cái video này chứ tí nữa là mình phải đi công việc anh chị, thành ra mình đâu tối năm nay đâu live stream, ngày mai không live stream được, nhưng ngày mai chắc chắn mình sẽ cố gắng sắp xếp thời gian làm cho anh chị một cái video ngắn nha anh chị. Ok, cảm ơn mọi người nha, nhớ like nha anh chị, nhớ like, subscribe kênh, đăng ký kênh nha. Ok, xin chào.